vàng lắm. Vàng ơi, ta yêu vàng lắm, vàng ơi. Hứa luôn nha, ngày hôm nay thế nào thần tài cũng gõ cửa nhà mình. Mà gõ cửa không phải là tiền mặt, mà bằng vàng, vàng 24. Thầy Phong Thủy đã bấm rồi, nói năm nay là mình hạp màu vàng. Mà mình đã hạp màu vàng phải cố gắng, lúc nào phải vàng, từ trong ra ngoài cũng phải vàng. Và đặc biệt là mình kỵ màu trắng. Mình thấy trắng là mình không cho bao giờ xuất hiện ban ngày hết. Màu mày gì thì phải vậy thì mất gì. Dạ. Trời ơi, tại sao có mặc áo dài màu trắng? Ủa, má ngộ ghê. Má mặc áo dài trắng với mặc áo dài màu gì? Con đi vô, má có một cái áo dài màu vàng. Vừa đó đi vô lấy cái áo dài màu vàng mặc liền cho má. Trời ơi, con đâu phải là giáo viên nên mặc áo dài màu vàng chi? Con không phải là giáo viên nhưng mà bắt buộc con phải mặc màu vàng ngày hôm nay. Chỉ ngày hôm nay thôi, con hiểu không? Không, không được. Ngày con... hôm nay là ngày đại cát đại lợi, phải mặc màu vàng. Con là nữ sinh nha má, con nữ sinh cũng phải mặc áo trắng. Má ép con đúng không? Má là người đang chống đối với nền giáo dục của má, hiểu không? Má không biết là phản đối nền giáo dục gì hết nha. Mà má chỉ biết hôm nay là quyền lợi của má, chỉ ngày hôm nay thôi. Từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều màu vàng thôi. Qua 6 giờ chiều màu gì cũng được. Thôi mà má đang nghĩ con mà, con mặc áo dài vàng con đi học giùm má đi. Tôi con không thể nào trên lớn như vậy được luôn á. Con phải mặc đồ này đi học. Mày chơi nhỏ, nghỉ học. Đi lên lầu đi. Ủa gì kì á? Tao cho mày nghỉ học ngày hôm nay đó. Thôi, con phải đi học, bắt buộc con phải mặc bộ đồ này đi học, hôm nay có tiết kiểm tra. Vậy thì mày đi học đi nghe chưa? Nhưng mà nhớ qua 6 giờ chiều mày mới được về nhà nghe chưa? Ủa cái gì nữa? 6 giờ chiều luôn hả? Qua 6 giờ chiều, từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều đại cát đại lợi là màu vàng kỹ màu trắng. Mày biết không, tao lấy cái cạp quốc mày sáng sớm rồi mặc màu trắng rồi ám liền à. Trời ơi hết hồn luôn hả? Con này thiệt tình á. Trời ơi tao bị mày biết. Ờ, có cái dựng gì mà nhà sùm vậy gì chính? Giang. Giang gì chính? Giang ơi Giang. Ủa Chính ơi, con là Tuân mà sao Chính kêu con giống như kêu chó vậy mà kêu vàng là sao Chính? Ron là mẹ gì? Ron. Ron là gì Chính, con không hiểu Chính ơi. Ron là vàng đó, Ron vàng. Vàng là sao? Là con đó. Con thì sao? Con hôm nay con bầu vàng. À, người ta áo mới mua đó mà. Đẹp cái bình quá. Này cũng mới mua luôn. Rồi hồi nãy cháu này màu trắng. Rồi con lấy chuối con dầm ra con ăn cháo chuối. Trời ơi. Tại vì hôm nay á, người ta nói con là mặc đồ màu vàng nó mới hên. Trời ơi. Dạ. Giống Chính nè. Nhưng mà tại sao con mặc quần màu vàng? À tại con kiếm cái quần màu vàng không ra cho nên con mặc cái quần màu đen. Ừ nhưng mà tại sao con không mang dép màu vàng? À cái dép này á hả? Cái dép này thật ra nó màu vàng, con đi nhiều quá nó bay màu ra màu xanh á. Ô vậy hả? Dạ. Thôi giờ bây giờ vậy đi nha. Để một lát là Chính ra ngoài tiệm sơn á, Chính mua cái sơn nhũ vàng á, con về nhà con phun cái quần vàng, phun cái đôi dép con nha. Trời ơi ơi, Chính rảnh vậy luôn hả? Tại vì người ta ra ngoài shop ta mua đôi dép màu vàng đi, Chính mua sơn. Trời ơi. Chính sẽ mua luôn. Để hôm nay ở nhà mình sẽ có hai cây bao vàng. Vậy hả? Hai con vàng, Chính cũng vàng luôn. Thích quá. Dạ thôi con ăn cháo vậy Chính. Ừ con ngồi ăn cháo đi, áo vàng. Dạ. Ui đừng có kêu con vậy, kêu giống chó quá con. Nghe nó chó tai. Vậy hả? Dạ. Ngồi ăn cháo đi chó. Ôi ngồi ăn chó đi. Cái gì? Rồi ăn cháo đi. Đồ vàng. Đó đồ vàng thích. Thà như vậy đồ vàng rất thích. Ăn chó với đồ vàng. Gì? Ăn cháo với đồ vàng không? Ăn nào mình cùng ăn vàng. À vậy Chính ăn cháo nha. Ăn cháo vàng đi con. Ý ấy nè, một lát gắn cái bông vàng lên đầu nha, để chúng ta là hai cây vàng nha. Trời ơi, nghĩ sao vậy, hai cây vàng xinh rợn thế lắm. Tại sao mày không đi học đi? Trời cái con này Chính kỵ màu trắng. Mà nó mặc màu trắng vô là Chính xám mặt xám mày luôn. Nói này nó không hiểu gì về phong thủy. Ai là nhớ có con vô đó. Nè nó nghe nè, bây giờ ăn trái cây không? Xoài cũng màu vàng. Vậy hả? Mít cũng màu vàng. Sao hôm nay con được ưu ái quá vậy Chính? Đu đủ cũng vàng. Nó nha, nó nghe nè, là tại vì hôm nay là Chính hạp màu vàng, con cũng hạp màu vàng, hai người mình cùng hợp màu vàng đó con. À là hai đứa mình cùng hợp màu vàng. Ai đứa ai mình? À vậy Chính, hai dì cháu mình cùng hợp màu vàng. Chính muốn cháu không? Không, Chính không muốn cháu đâu. Vậy hả? Đừng có thấy mày dì Chính thương làm tới hay chưa. Có nghĩa là hai đứa mình hôm nay phong thủy là sẽ đại cát đại lợi vì hai đứa mình cùng mặc màu vàng. Chính bởi vì con nói nha, đừng có mê tín gì đây ở trong cái nhà này nha. Mày đi
vô mày. Trời nó cứ chọt ra chọt vô, màu trắng nó chọt ra chọt vô, rồi kiểu này là mình chết đó. Chết đó gì chứ. Nghe nè, thôi đừng có ăn cháo. Chứ con đang đói bụng mà. Đừng ăn cháo, bào ngư. À, bào ngư cũng màu vàng nữa. Hôm nay dì chính cho con ăn bào ngư luôn hả? Ừ, súp bào ngư màu vàng nè. Rồi kem gà xé, gà cũng màu vàng nè. Đó, rồi hột vịt chiên cũng màu vàng nè. Hôm nay con muốn ăn cái gì? Chính coi hôm nay con là con của chính. Trời ơi, nói cái gì nữa. Cảm ơn chính. Ê, bậy. Má. Ủa, còn con sao? Má không nấu cơm cho con ăn hả? Tại sao mày cứ ám tao hoài vậy hả, màu trắng? Mày biến liền cho tao chưa? Mày biến liền cho tao, nghe chưa? Không cho ăn uống hết, đi ra ngoài đường 6 giờ chiều về. Và nhớ là ăn ở ngoài đường luôn cho tao. Má đuổi con đúng không? Ừ. Được rồi, hai người màu vàng cứ chơi với nhau vui vẻ nha. Con lần này là nó thiệt đó. Đi đi. Điên à, ám tài à. Gì chính? Gì vậy? Heo vàng đấy. Ồ, đẹp ghê chưa? Mới mua ở ngoài chợ về. À không, mới thỉnh về nè. Về hả? Wow, cái này gọi là thần heo hả? Sao mình phải thỉnh nó về? Phải thỉnh về chứ. Là phải thỉnh về. Nè, thường thường bà thấy tôi có con heo đất không? Heo đất tiết kiệm đó. Đó, đó là con heo đất mình mua về. Còn cái này là con heo vàng mình thỉnh về. Đây, thầy bói nói. Thầy bói nói phong thủy năm nay tôi hạp màu vàng. Hèn chi. Bà dòm từ trên xuống dưới tôi. Trời đất ơi. Có một màu nào khác không? Tôi nói chị cầm con heo đó nhìn không biết đâu là chị và đâu là heo. Đó. Bởi vì sao bây giờ tôi giống như là một cây vàng. Nè. Cây vàng. Dép vàng. Wow. Quần vàng. Wow. Áo vàng. Wow. Đeo vàng. Cầm bịch ni lông vàng. Con heo vàng. Hoa vàng. Trong người chị cũng có một vài thứ màu vàng nữa, đúng không? Chị giờ chị xưa là cục vàng di động nữa. Ờ, đúng rồi. Trong người tôi cũng có vài thứ luôn. Bây giờ tôi giống như một cục vàng di động vậy đó. Thầy bói nói mà, năm nay ha mà tôi cứ hạ màu vàng ha, cái gì tôi cũng vàng là tôi hứa với bà luôn là tài lộc nó ào vô vậy đó. Trời đất ơi. Vậy là nay là thỉnh về là để tiền tiết kiệm đúng không? Không. Thỉnh về rồi để một nơi trân trọng quý giá giống như để trên bàn thờ đó. Đó cái mình nhìn vào, mình giữ thiệt là kỹ. Rồi sau đó tài sẽ vô, tài lộc sẽ vô nhờ cái con heo vàng này. Hay quá vậy ta. Đó. Xuất sắc luôn, trời ơi. Thấy không? Quá đẹp dữ. Ghê chưa? Đó. Được đó. Bây giờ bà đi coi năm nay phong thủy của bà màu gì. Rồi bà về bà cứ sắm y chang như tôi vậy đó. Phong thủy có nói màu gì không? Phong thủy tôi hả? Ừ. Phong thủy tôi xanh lá, xanh dương. Xanh lá, xanh dương hả? Ừ đó, thấy tôi mặc xanh lá không? Nhưng mà phải là cái quần màu xanh lá. Rồi cái đầu màu xanh lá. Cái mặt của bà phải màu xanh lá luôn. Không, tôi là tôi có tính hết rồi. Cái này là đen là hành thủy, xanh lá là hành mộc, thủy xanh mộc. Đó là nó tương xanh nhau là tôi lên. Vậy? Ở trong mộc có thủy, trong thủy có mộc. Ủa đó, cho nên là ở ngoài bà thấy mà là thủy nhưng ở trong nó là mộc. Ngoài thủy, trong mộc. Ở trong mộc. Nó tương xanh lẫn nhau. Nó tương xanh khó hiểu lắm. Còn tôi là một xanh một thôi. Một màu xanh, một màu vàng thôi. Đó, tôi nói bà nghe nè. Ý chiều nay là tôi đi ra mấy cái tiệm mỹ phẩm á. Tôi kiếm phấn màu vàng, phấn mắt màu vàng, môi màu vàng. Tôi hứa với bà luôn, ngày mai bà sẽ thấy tôi toàn bộ là màu vàng. Ê, nhưng mặc cái gì cũng màu vàng được. Nhưng mà thức ăn màu vàng là tôi chưa thấy nha. Để tôi suy nghĩ coi cái món ăn gì màu vàng để cho chị ăn nè. Xoài. Xoài, mà xoài phải xoài chín nha, xoài vàng á, xoài cát á. Thơm. Thơm màu vàng hay quá. Sầu riêng. Sầu riêng luôn, mít. Mít, đu đủ, trời ơi vàng không à. Quá trời quá đất. Ừ, cảm ơn tôi nha. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ mua hết tất cả những thức ăn màu vàng để về tôi ăn. Trời ơi, thích thật. Thôi bây giờ đi về, cất con heo vàng lên trên bàn thờ, để mình thờ. Bye bye. Cứu! Trời ơi! Cứu dữ! Trời ơi! Chuyện gì tính sao? Cứu! Trời ơi! Thằng khốn nạn! Thằng Hà đâu mày ra tao biểu? Mày làm cái gì vậy Hà? Con heo vàng của tao! Con heo vàng của tao nó tan nát rồi! Từng mảnh vàng nó rơi xuống giống như lòng tao tan nát! Mày làm cái gì vậy Hà? Mày biết cái gì vậy? Hả?
Mày làm cái gì vậy? Hả? Coi chừng, coi chừng, coi chừng. Mày đã dám lắm rồi. Mày làm cái gì vậy? Mày nói tao nghe coi. Dạ, mày làm cái gì vậy? Con bị Tào Tháo gượt. Tào Tháo được kệ bà mày. Ủa mày nuôi hả? Mày nói tao đang cầm nguyên một khối vàng trên đầu tao hả? Bây giờ mày làm rớt con heo vàng của tao. Mày làm bể heo vàng của tao. Tài lộc đi theo là mày biết không? Hả? Bây giờ sao đây? Hả? Bây giờ tao phải làm sao đây bà Tư? Bể con heo vàng rồi tao phải làm sao đây? Bây giờ thì tôi không biết phải làm sao luôn. Bây giờ nó bể rồi. Đền đi con. Đền cái gì? Hả? Heo vàng ở đâu mày đền? Mày có biết cái này là tao thỉnh. Tao thỉnh phải đúng giờ, đúng ngày, đúng khách. Và đúng bàn tay tao thỉnh. Bây giờ bể con heo vàng của tao rồi. Xui rồi mà xui tàn mẹt. Đã nói rồi à. Hôm nay á là ngày hên. Lỡ lòng nào nó làm bể đi cái đại cát đại lợi của mình. Nghe cái tên Hà liền biết là xui rồi. Cái thứ này là cái thứ Hà bá. Thứ trôi sông lạc vợ. Đã vậy hả còn trôi. Còn bôi bôi trôi két cháu. Bôi sâu két hứng gì lên mặt. Đàn ông con trai nghĩ là không ra rồi. Cái gì? Bởi vì tức thiệt á. Cái vụ gì mà sao mà đứng mà ngồi mà chửi Phong Long quá trời. Xui rồi xui rồi. Xui cái gì bữa nay mình hên mà xui cái gì? Hên cái gì bể rồi. Thằng Hà đã làm bể rồi. Bể rồi hả? Bể vàng của tao rồi. Trời ơi, đâu để con qua con ngồi cái chính rễ con nghe nha. Trời ơi, bởi tao rồi con tức đi. Cái gì vậy chính? Trời ơi. Cái gì vậy? Mày ơi là mày bộ mày đuôi sao mày đi mày thấy cái chân tao đang để đây. Trời ơi, con đi ngang qua để con thê chính con nói chuyện để dễ. Mày đi ngang qua tại sao mày không đi vào mày gương qua mặt tao chứ? Con đi qua như vậy cái hơi may mắn nó ào vô người chính. Trời ơi trời, đây nè may mắn qua nè. Thôi 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 quá bà ơi. Trời ơi may mắn đâu may mắn. Dũng gãy cái giò tao luôn đi nè. Bắn vốn nó bây giờ nè. Nhưng mà đừng có tiếp cận nó nữa, xui nó lây cho mình. Trước khi tao bắn vốn nó tao lấy tay tao bịt mắt lại rồi tao chửi. Mà tao nói là chung quy cái nguồn cội, cái nguồn gốc.